Tại sao Indonesia lại đổi giờ trận bán kết với Việt Nam? Thay vì bắt đầu lúc 19h30 phút, Hiệp hội bóng đá Indonesia PSSI đã quyết định để trận đấu bán kết lượt đi AFF Cup 2022 với tuyển Việt Nam diễn ra vào lúc 16h30 theo giờ GMT cộng 7. Đây không phải là điều mới mẻ ở giải đấu năm nay. Tại vòng bảng, các trận đấu mà Indonesia làm chủ nhà đều bắt đầu vào lúc 16h30, trong khi với các đội còn lại, các trận đấu đều diễn ra trong hai khung giờ là 17 giờ và 19 giờ 30. Nguyên nhân là bởi chính quyền Indonesia muốn đảm bảo công tác an ninh. Họ không muốn để thảm họa trên sân Kanjuruhan khiến cho hơn 100 người thiệt mạng tái diễn. Do đó ở trận bán kết lượt đi lần này, PSSI tiếp tục cho trận đấu diễn ra vào khung giờ sớm hơn. Lịch thi đấu ban đầu do AFF Cup công bố là 19 giờ 30. Nhưng sau đó đã được đổi lại thành 16h30. Chia sẻ thêm về điều này, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Indonesia Yunus Nusi cho biết mọi thứ còn phụ thuộc vào phía cảnh sát Indonesia. Lịch thi đấu của đội tuyển vẫn được giữ nguyên vào lúc 16h30, chưa có bất kỳ sự thay đổi nào được diễn ra. Trận bán kết lượt đi sẽ giống như các trận vòng bảng gặp Campuchia và Thái Lan. Chúng tôi đã đề xuất và nhận được sự cho phép từ cảnh sát. Ngoài ra, sân Bung Karno chỉ được đón khoảng 50.000 cổ động viên, trong khi sức chứa có thể lên đến 77.000 người. Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF cũng đã đề nghị Indonesia bảo đảm an toàn cho đội tuyển. Trước đó tại vòng bảng, xe buýt của tuyển Thái Lan đã bị tấn công bởi các cổ động viên Indonesia khi đang đi trên đường tới Bung Karno. Tuy chiếc bệnh xe bị hư hại nhưng may mắn là không có cầu thủ nào gặp chấn thương. Sau khi trận đấu kết thúc, tuyển Thái Lan đã phải đổi xe nhằm tránh trở thành mục tiêu một lần nữa. Đại diện của PSSI đã phải lên tiếng xin lỗi về sự cố này. Nhận định bóng đá Indonesia gặp Việt Nam. Sau màn trình diễn thuyết phục tại vòng bảng, Việt Nam được xem là ứng viên số 1 cho danh hiệu vô địch AFF Cup 2022. Theo đó, đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo sở hữu phong độ bất bại, thắng 3 và hòa 1 sau 4 trận đấu. Trong đó, họ ghi tới 13 bàn thắng và là đội bóng duy nhất chưa đầy thủng lưới. Dự đoán tỷ số Indonesia và Việt Nam là không đều.